Trời ơi, đạo diễn bắt gắn hai cái này vô nữa, cười xỉu luôn. Đó, thế khác người rồi. Cái vấn đề nè, quan trọng đây nè, khác người ở chỗ đây nè. Cái gì vậy anh Quang? Hả? Anh bận cái gu gì vậy? Mới lạ thì... À, vô đọc kênh nè. Được mọi người, đúng không mọi người? Vô đọc kênh nè. Xin chào quý khán giả của kênh YouTube 100 Official. Ngày hôm nay thì Trâm vẫn đang quay một cái bối cảnh ở quận 9 rất là xa. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay có rất là nhiều diễn viên, hơn 10 diễn viên luôn. Và có một người rất là đặc biệt mà rất là nhiều khán giả trên kênh 100 Official yêu thích. Xin mời. Cái phim này trong cho Quang vô cái vai rất là... Anh thích cái vai này không? Dễ thương ha. Thật ra mọi người có biết là sáng nay anh Quang lên đoàn á là phải mất thời gian cho anh Quang 2 tiếng. Đúng ra rồi. Diễn xong rồi cái tạo hình nhân vật chưa ok, tại vì hôm bữa chụp poster với là định trang nhân vật không chịu lên. Tại qua đi quay. Đó, cho nên là ngày hôm nay là không được, xong rồi bây giờ đạo diễn bắt gắn hai cái này vô nữa, cười xỉu luôn. Đó, thế khác người rồi. Cái vấn đề nè, quan trọng đây nè, khác người ở chỗ đây nè. Cái gì vậy anh Quang? Hả? Anh bận cái gu gì vậy? Mới lạ thì... À, vô đọc kênh nè. Được mọi người, đúng không mọi người? Vô đọc kênh nè. Một hồi nữa bây giờ là mình sẽ tập thoại nha, mình không tiết lộ cái cảnh này được, mình từ từ ha. Một hồi nữa mình sẽ nói chuyện liên quan lại với mọi người sau nha, chờ xíu nha. Lên là có bà nào chụp vô rồi. Bà Toan. Tùy lòng hảo tâm thôi. Tùy lòng hảo tâm thôi. Ai mới vô hỏi á, thầy cũng nói vậy hết á. Khoa không nói kiểu đó nữa. Tùy lòng hảo tâm thôi. Hồi nào? Ai mà mới vô hỏi, thầy cũng nói vậy á. Ai mà mới vô hỏi, thầy hảo tâm đó. Tùy lòng hảo tâm thôi. Ai? Hồi nào? Ai cũng vậy hết thầy ơi. Ai cũng vậy hết thầy ạ. Dạ. Anh nói câu được không? Dạ đúng rồi. Tùy lòng hảo tâm thôi. Dạ rồi thầy, rồi. Hồi nào? Hồi nào? Ai mới vô hội thầy cũng nói vậy hết á. Ủa thầy nhớ hả? Ai mới vô hội thầy cũng nói vậy hả? Bất nhau. Thầy lại bước rồi. Rồi hả? Rồi Dương tụng điểm lấy tờ 500k. Rồi Dương lấy ra tờ 500k. Chết cha rồi, nhét cái đâu luôn túi quần vậy trời. Rồi 500 sống rồi vậy đó. Lấy ra 5 ngàn. Rồi 5 ngàn đâu không? Dương nhét vô lại. Lấy 5 ngàn ra. Lấy tờ 5 ngàn ra. Dạ thưa thầy. Đây là dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy, đây là tất cả tài sản mà con có được. Đây là tất cả là sự hảo tâm của con. Giống như chú Nhú này nói. Chú Nhú. Giống như chú Nhú này nói là tùy vào lòng hảo tâm, cho nên đây là tất cả những gì mà từ tận đáy tâm của con ra. Rồi. Luôn hà nội này nhỏ mà ăn nói giỏi ghê vậy. Đây. Chú Nhú. Chú Nhú hả? Rồi bà đúng. Ngồi mày chứ đúng. Đúng. Sẵn đi cho. Nhỏ này. Cho anh mượn sửa tao quẹ luôn đi. Là anh mượn tiền của ở trong đúng không anh? Chú Nhú, chú bà ngồi mày chứ. Cái con nhỏ này. Sẵn cho anh mượn luôn là mất tài 5 ngàn nữa đưa cho đất nè. Anh Phương, anh Phương. À, Trâm á, bên mấy người này nói là đóng tiền để anh Phương ngồi mày chứ chú. Dạ rồi, hát gì mà mặt ốm vậy hả? Đây mới nghĩ là phí gửi xe thôi. Còn phí nhập hội để tỏ lòng thành kính với thần linh nữa. Rồi Dương. À vậy để qua lễ kết nạp rồi con đóng nha thầy. Phí nhập hội để qua lễ kết nạp. Để qua lễ. Đóng phí mà dạ. Vậy à, để qua lễ kết nạp rồi con đóng được không thầy? Thần linh chân cao chắc cái tấm lòng bao dung độ lượng thông tính toán. À đóng sớm đóng trễ đâu thầy ha. Đúng không anh hai? Ừ đóng góp rồi. Được vậy đó. Ủa? Vậy mà thầy thiếu gì mà... Đây. Anh Đức kìa. Anh Đức. À, đúng. Ủa mà thầy thiếu gì? Cái thờ mà thầy cũng thờ, thờ cũng sen rồi thầy. Thiếu gì cũng đàn. Thiếu gì cũng đàn. Của Lan. Của là dền. Lan. Vũ bà nội. Thằng mẹ bình thường nè. Năng. Rồi. Đà đâu rồi. Rồi đà đây. Anh kia không được bán bộ thần linh. Dạ. Kìa tới đà kìa, anh kia anh, kìa. Anh không hiểu chuyện thì đừng có bán bổ thành linh. Bán bổ luôn. Xem chính là linh vật có sự tái sinh của phép bao của kỳ tích. Cô cậu có biết Na Cha không? Hả? Cơ thể của Na Cha được cấu tạo từ củ sen đó. Rồi Đức dài lắm rồi Đức. À con biết rồi, phim đó con cũng rồi.
thì nó không có gì rồi. Nãy ông thầy. Dạ đúng rồi. Đó, quan tới nha. Rồi rồi, chạy đi, nhào để làm rồi đây cũng ơi. Thôi. Thôi thôi thôi, cậu bớt bớt cái miệng lại giùm tôi khách. Ở chỗ này thần linh không? Nói tầm bay tầm ba bị thần linh quẩn cách là ráng chịu quá nghe. Đúng vậy là cách nào rồi hả thầy? Chị bye bye thầy nha. Cái đó không phải như cái lỗi ơi. Hãy lộn rồi. Nói nè. Vậy là cái nạp lại cái nạp xong rồi hả? Bye bye thầy nha. Bye bye thầy. Bye bye thầy. Chưa không? Cái này hậu trường không quá. Phải ăn sống hai củ sen này. Ba. Dạ. Phải ăn sống hai củ sen này. Thì mới được kết nạp giỏi. Khoan nhưng mà đây đây cho mình đi rồi. Nhưng mà tôi muốn lấy người già gắn như tôi. Thầy kêu được bán bỏ thần linh, kêu ông tươi nuốt sống linh vật của thần linh. Thầy mới là bán bỏ. Đây. Rồi nói đi con. Thầy kêu đừng không được bán bỏ thần linh mà bây giờ kêu ăn linh vật của thần linh. Trời ơi, thầy còn ông nội cũng bán bỏ nữa. Nè. Nhưng mà đây là quy tắc của hội. Muốn vào hội thì phải ăn hết củ sen. Rồi toan kìa, toan chặt vô con vô duyên nữa kìa. Ủa thầy hồi đó tụi con đâu có. Ồ. Rồi trả lại đó, vị trí. Ủa thầy, hồi đó tụi con đâu có vậy đâu thầy. Chết mẹ nó xúc rau rồi. Rồi. Nó xúc chừng rau bên này rồi. Còn rau nó không? Bổ sung rau thôi. Không ăn thì mời ra. Không ăn thì đi vô cá chân. Rồi cái Dương Dương lấy ăn cái đứt hỏi sao ăn hay vậy? Em ăn quen ti rồi, cũng ngon đó, anh ăn thử đi. Dương ăn xong rồi, chồng thằng Dương mới. Rồi à, mới bẻ thôi. Do nó có gia đình rồi thôi, đừng kéo nữa. Hạnh phúc gì nữa. Ủa chị ăn cái thỏi con nào không? Có câu gì, câu gì? Chạy vô nói là hai cái đứa âm binh đó bị đánh tơi bời rồi, thẹo. Hỏi lại từ đầu lần nha. Rồi. Rồi từ cái 13 nè. Rồi từ đầu đi. Dài lắm. Dạ, rồi. Rồi. Khoan. Nếu đứa này đó của tôi là mất của tôi mới. Riêng phân đoạn này không kịp. Riêng phân đoạn này không kịp. Hai mẹ con đi giết không, hai mẹ con đi về nhà. Nha, chuyển phân đoạn khác. Phân đoạn khác quan trọng hơn. Phân đoạn nào này chủ yếu là hai anh em này gia nhập rồi có con gì hàng rồi được rồi. Phân đoạn nào? Tiếp. Cẩm. Chị Cẩm ơi. Đổi phân đoạn này phân nào? Quý phi quan trọng nè, phân đoạn này là không có quý phi bỏ nè. Là phân đoạn khác. Đi coi. Ừ, làm đoạn khác nhanh. Rồi, thay phân đoạn 6. Sao là cái gì để ta tập ta thay đồ? Hả? Thay đồ, cho... Phân đoạn cái gì, tập thay đồ. Thay phân đoạn 6 là có 2 thầy trò, phải không? 6 cộng 6 nè. Rồi, cái gì, là cái gì? Quý phi. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện cái hội đây luôn nè. À, tập 2 phân đoạn 6 đúng không? Tập 2 phân đoạn 6. Là gì, là gì? Là quý vị được đề cử đúng không? Đúng rồi. Bà kia bà ganh tị đó, bà kêu sao bà vô lâu hơn quý vị là không? Okay. Quý vị đối với bà đi không? Chiều quý vị bà đi không? 3 giờ đi hả? 6 giờ chị đi. Rồi, tập. Chính trình đi nha. Rồi, tập đi. Rồi, cho thay đồ đi. Tập đi. Nhưng mà cái cảnh này mình tính bỏ nè, là kết cảnh là con quý vị nó nhìn cái lúc này bản lẻn gì đó, ảnh tò gì đó nha. Phát sinh tình cảm từ cảnh này đó. Là cái cuối cái đó là cuối cảnh lần hả? Bỏ đi chị. Bỏ luôn nè. Vậy em xây dựng năm cảnh khác đi. Dạ 26. Rồi 26. Cái này đang tập mà bây giờ quan hả? Qua lát đi sau. À. Rồi ở là có thu một rồi chứ. Mọi người cho anh đứng dậy cho xét cái này xong bỏ quà cho má. Ok. Đứng này xong bỏ quà cho má. Số giúp chị đi cho. Nhiều cái quà đó. Rồi bấm đoạn 2 tập 2 đâu nè. Cái này có hai quá ơi. Đây đây anh, em để sẵn cái tùng nè. Ra sổ, anh mà không có mất chi mình đi ra nhà nó tùng. Cái này đâu cần nhỏ đâu đúng không? Rồi. Con